Các bạn thân mến, đây là những cái chậu vạn thọ mình trồng để chuẩn bị cho những ngày Tết sắp tới nè các bạn. Thì thường thì người ta trồng cây vạn thọ khoảng chừng 1 tháng 20 ngày là nó sẽ cho bông. Thì cái đó là mình trừ cái phần mình ươm cây con nha các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn ươm cây con thì các bạn phải cộng thêm cái khoảng thời gian ươm nữa. Nhưng mà Chi thì Chi thích những cái cây vạn thọ nó trổ bông trước Tết. Mình cho nó trổ trước Tết khoảng chừng 2 tuần vậy đó các bạn. Thì Chi đã trồng hai cái chậu vạn thọ này. Mấy chậu vạn thọ này thì khoảng 2 tháng. Thì hôm nay là cái chậu vạn thọ này nó được 1 tháng rồi nè các bạn. Thì nó đã bắt đầu cho ra những cái chậu, những cái nụ nhỏ nhỏ xinh xinh rồi nè các bạn. Trong đây mình có xen thêm hai cây để mà cho nó ngay Tết. Thì khi mà những cái cây lớn nó trổ trước Tết khoảng chừng 2 tuần thì nó vẫn còn giữ lại những cái bông bông đó ha. Rồi cây nhỏ nó tấn lên nó sẽ trổ luôn ngay Tết. Cho nên cái chậu bông này mình trồng mình canh cho nó vừa nở bông trước Tết mà vừa nở bông ngay Tết nha các bạn. Hôm nay Chi sẽ quay lại Chi chia sẻ với các bạn ha. Đây là cái cây vạn thọ mình trồng. Mình tính là để cho nó ra bông trước Tết ha các bạn. Thường thường á, thì khoảng 1 tháng 20 ngày là cái cây vạn thọ nó cho bông là ngay Tết. Mình trồng á, từ lúc mình cây con mình trồng nha. Còn mình nếu mà mình gieo á, thì mình sẽ tính thêm nữa, thêm 15 ngày để gieo nữa. Còn cái này mình mua cây người ta gieo sẵn người ta bán, cho nên mình trồng để mà mình có bông trước trước Tết khoảng chừng 10 ngày vậy đó các bạn. Thì hôm nay thì nó đã cao bay cao rồi nè ha. Bây giờ mình trồng thêm một cái cây nhỏ vô cái chậu này luôn, tại cái này là cái chậu bự, để cho khi mà tới mà lúc nó ra bông á các bạn, thì cái bông này nó vừa ra hết, nó vừa ra một đợt nhiều á, thì cái bông này nó cũng còn ra tiếp tục. Thì bữa nay là rằm tháng 11, thì cái này mình trồng hổm dài được 4-5 ngày rồi đó các bạn. Mà cái cây này là mình mua nha, chứ mình không phải ươm à. Còn nếu mà các bạn ươm là phải ươm trước lên nữa. Đây là hai cái chậu vạn thọ. Cái cây mình trồng đợt trước thì nó ra sum suê hết trơn rồi nè. Còn cái cây đợt sau thì nó mới bị lớn, thì cái cây nhỏ này là nó sẽ ra cho ra bao qua ngay Tết nè các bạn. Dưới đây phân thì mình trộn chấu nè, rồi cho chấu nè, rồi sơ dừa, dưới một ít phân bò ha các bạn. Thì nè, nó rất là tốt luôn, nó xanh luôn. Cái này là tại vì mình thích bông vạn thọ cho nên mình trồng để cho ngày Tết mình có cái chậu hoa vạn thọ trước cửa nha các bạn. Các bạn ơi, bữa nay là 25 âm lịch mình rồi nha các bạn. Đây là cái chậu vạn thọ. Vạn thọ mình bữa hôm gầm là mình có chia sẻ với các bạn đó. Thì hôm nay nó đã xanh mướt rồi nè các bạn, nó lớn lên dữ lắm rồi mà nó có nhú mấy cái bắt đầu nó ra những cái nụ rồi nè các bạn. Cái này cũng trồng một lượt mà cái cây này nó lại nhỏ hơn ha, cái chậu bên đây nó lại nhỏ hơn. Hôm nay thì cái cây vạn thọ nhỏ của mình đã chia sẻ với các bạn ở hôm hổm là mình trồng hai đợt cây vô cái chậu này, để cho khi mà cái chậu cây lớn nó ra bông rồi thì nó ra trước Tết cho nó đẹp. Cây nhỏ thì nó lớn lên nó trổ bông ngay Tết nè các bạn, cho nên hôm nay Hà Chi sẽ ngắt đọt cái cây nhỏ nha các bạn ha. Cái cây nhỏ này nó lên được 5 cặp lá rồi nè. Đây coi. Đây 1 nè ha. 2 3 4
năm cặp lá. Thì bây giờ bắt đầu hôm nay Chi sẽ ngắt đọt nha, tiến hành ngắt đọt cho cái cây nhỏ này nha các bạn. Đây mình ngắt á, thì mình ngắt cho hết cái đọt của nó luôn nè các bạn. Đây là cái đọt ha, Chi ngắt cái đọt Chi bỏ nè. Rồi cái cây của cây nhỏ, cây nhỏ nói chung cây lớn á. Rồi cái cây bên này, đây Chi cũng ngắt cái đọt của cái cây, đây là cây nhỏ nè các bạn. Cây lớn nó, hai cây lớn nó nằm trong đây ha. Còn cái này là cây nhỏ nè, cái đọt của cây nhỏ này thì hôm nay Chi cũng ngắt đọt luôn. Mình bỏ rồi cái gốc đó nè các bạn. Chúng ta nhổ mấy cây cỏ này đi ha. Thì cái dặn thọ thì cái gốc nó mọc lên trên nè các bạn. Các bạn thấy cái mọc cái gốc nó xanh lên trên không? Ha, nó có những cái gốc trắng trắng mà lú lên trên nè. Thì hôm nay thì Chi sẽ cho thêm phân vô cái gốc của nó để lắp lại những cái phần mà rễ nó mọc lên đó các bạn. Mình gấp cái phân vô cái gốc này nè ha. Cái gốc bên này chúng ta lấy cái cây, chúng ta xới xới những phần xung quanh là cho đất nó tơi lên đó các bạn, nó thoáng lên ha. Mình xới nhẹ nhẹ lên vậy nè, sau đó thì mình cho thêm cái phần đất vô cái gốc cho nó sẽ kín cái gốc. Rồi đó các bạn, các bạn thấy cái chậu dạng thọ của Chi không, hôm nay nó xum xê luôn nè, đó, rất là đẹp luôn. Rất đẹp ha, nó nhú lên những cái nụ nhỏ rồi nè các bạn, đó, dễ thương quá ha. Đây đó, bắt đầu nó nhú lên những cái nụ rồi nè. À, tại vì Chi tính cho nó trồng nó ra bông trước Tết nó vui rồi các bạn. Thường thường á, những ngày Tết á, gần cận Tết mà mình có mấy cái chậu dạng thọ mình để phía trước nhìn nó vui lắm. Hôm nay là 25 âm lịch rồi đó các bạn. Thì cái Chi trồng mấy cái chậu dạng thọ này nó đúng một tháng rồi. Thì còn khoảng chừng 2 tuần lễ nữa Tết thì những cái chậu dạng thọ này nó sẽ cho qua. Và tiếp theo thì có hai cây con nó sẽ lớn lên, nó sẽ cho qua liên tục cho tới Tết luôn. Thì hôm nay Chi làm cái video này chia sẻ với các bạn cách trồng cây dạng thọ để mà đón Tết ha. Thì thôi bây giờ thì cái video của Chi nó cũng khá là dài rồi. Chi xin tạm dừng ở đây ha. Nếu các bạn thích thì đăng ký kênh ủng hộ mình, cho mình xin một like và để lại những lời bình luận phía dưới nha các bạn. Thì để tiếp tục theo thì sau này Chi sẽ làm những cái video tiếp theo để cái quá trình mà mình tưới phân hoặc là mình bón phân cho cây dạng thọ nó sẽ trổ qua đúng Tết. Thì Chi xin tạm dừng ở đây ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau nha các bạn. Tạm biệt.